Chỉ cần khách gọi, mọi việc cứ để Fuji lo. Dù khách ở miền Nam hay miền Bắc, dù khách ở miền đồng bằng hay vùng núi xa xôi, chỉ cần nơi đó có khách cần, Fujike vẫn luôn sẵn sàng có mặt. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì team Chugomi đã có mặt tại nhà khách hàng, và với một mẫu ghế massage hiện nay đang là một cái nhu cầu thiết yếu của mọi gia đình, của mọi thành viên trong gia đình nữa, thì đối với mẫu ghế massage ở bên Fujike thì luôn luôn giúp cho khách hàng ngoài mặt thư giãn, trị liệu, còn giúp cho khách hàng giống như là một đồ nội thất trong căn nhà. Với chiếc ghế massage FC8899 như ở trong video thì bên mình đang đập hộp chiếc ghế và mang chiếc ghế vào trong nhà để hướng dẫn cho khách hàng sử dụng bảng điều khiển của chiếc ghế. Với thiết kế của chiếc ghế như mọi người thấy thì rất là sang trọng, lịch lãm, phù hợp với mọi không gian nội thất trong gia đình. Vệ sinh ghế thì cũng rất là dễ dàng nhé. Mọi người chỉ cần một chiếc khăn khô để có thể đánh bay những cái bụi bẩn ở trên chiếc ghế FC8899. Và nếu như có những vết bẩn mọi người không thể đánh bay đi, không thể lau khô, lau sạch đi, thì mọi người có thể dùng đến bình xịt da của Fujike gửi tặng khách hàng. Đó. Với mẫu ghế FC8899 bên mình thì sẽ có thiết kế chất liệu da PU cao cấp, có độ bền rất là cao, từ 6 đến 10 năm. Đặc biệt là chiếc ghế thì có thiết kế các bài tập lên đến 24 bài tập massage chuyên sâu, giúp cho tất cả thành viên trong gia đình từ thư giãn, trị liệu chuyên sâu đến những bài nhẹ nhàng. Thì với ông bà bố mẹ thì có thể sử dụng các bài nhẹ nhàng, với các anh chị thường xuyên phải lao động nặng hay bị đau lưng hay là đau mỏi của vai gáy thì có thể sử dụng các bài massage chuyên sâu hơn. Và với thiết kế của FC8899 thì giúp cho mọi người có thể dễ dàng đánh bay những cơn đau mỏi tức thì, có thêm chế độ sạc điện thoại không dây. Và với các bài tập massage, chế độ bi lăn lòng bàn chân massage rất là chuyên sâu cho cả nhà, sẽ thúc đẩy tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết hay là giúp lưu thông máu. Đó. Bật thêm một chút nhiệt hồng ngoại nữa thì mọi người sẽ cảm thấy được cơ thể giữ ấm hơn vào mùa đông. Và nằm ghế massage thường xuyên từ 2 lần trên một ngày thì mọi người sẽ có được cái cơ thể khỏe mạnh, thư giãn và nhẹ nhàng, giảm đi stress một cách tối đa nhất. Đó. Với mẫu ghế FC8899 được Fujike thiết kế vào năm được ra mắt vào đầu tháng 10 năm 2022 thì cũng là một sản phẩm mới ra mắt hiện nay, đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Và với mức giá mọi người có thể dễ dàng mua được chiếc ghế thì FC8899 thì không chỉ là một sản phẩm trị liệu chuyên sâu cao cấp, còn là sản phẩm thư giãn, một món đồ nội thất dành cho cả gia đình. Đó. Thì nếu như mọi người quan tâm về mẫu ghế FC8899 này, hãy liên hệ với bên mình theo số hotline 1900 866 685, hoặc ấn vào fanpage hay là YouTube Chu Quang Huy để được các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ cho cả nhà những mẫu ghế phù hợp với gia đình mình nhất. Thì sau đây mình cũng xin phép kết thúc được video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng team Chu Quang Huy trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video lần sau. Xin chào.